Chào mọi người đã quay trở lại với kênh sửa chữa máy may tại nhà của mình nhé. Thì hôm nay mình có sửa được một cái hộp tiết kiệm điện của hãng Powermax này. Đấy, cái model của nó là AHU2755. Đấy. Thì mình đã sửa nó bị lỗi E01 thì mình đã sửa nó xong rồi. Thì hôm nay mình làm cái video này là hướng dẫn cho những ai chưa biết cái cách chỉnh một vài cái tham số ở trong đây. Ví dụ như điểm dừng kim trên dưới này, hoặc là tắt định vị đầu dò này, hoặc là chỉnh tốc độ và cái cách reset của cái hộp tiết kiệm điện này nhá. Bây giờ mọi người sẽ nhìn vào màn hình thì mình sẽ chia sẻ này. Đấy, ai đang xem video thì cho mình xin một like, và đừng quên ai mà chưa đăng ký thì đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình nhá. Đấy, khi sau khi mình bật lên như này thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách reset của nó đi. Đấy, khi mà mọi người không biết gì về cái hộp này, hoặc là đang bị sai chương trình nào đó mà không biết ấn, thì mọi người sẽ reset máy về cái trạng thái ban đầu. Thì để reset được cái hộp như thế này thì mọi người sẽ ấn như thế này cho mình nhé. Đầu tiên là mọi người ấn B và cái nút dấu cộng ở bên trái cùng này, ấn nút B trước xong rồi đến ấn dấu cộng. Đây, bây giờ mình ấn cho mọi người xem này. Đấy, màn hình sẽ hiển 300, sau đó mình ấn B tiếp, sau đó màn hình sẽ hiện ra B00. Khi mà ấn vào B00 rồi thì ta sẽ chỉnh lên B37 bằng ấn bằng dấu cộng thứ hai này, đây ở giữa đây chỉnh lên số 3, còn dấu cộng ở bên trái cùng này chỉnh lên đến số 7. Sau khi được lên đến B37 rồi, mọi người sẽ ấn S nhé. Thì cái mật khẩu của cái này là 007, mật khẩu tùy theo đời là từ 001 đến 0011. Thì màn hình của cái hộp này nó hiện ở đâu, nó hiện ở bao nhiêu thì mọi người chỉ việc để ở đấy thôi, mọi người không phải chỉnh cái gì nữa. Đây, 007 thì mọi người giữ chặt cái nút S này, cứ giữ rồi đấy. Sau khi giữ chặt đấy thì nó lại về B37 này, sau đó mình ấn B thì lúc này là máy đã reset nhá. Khi reset như này thì cái này nó sẽ phải chạy bằng đầu dò, vì motor này motor giúp tiết kiệm điện dây cure mà, thì sẽ phải có đầu dò đấy. Là ví dụ bây giờ mình khi mình reset xong ấy, bây giờ mình sẽ bật máy lên, mình đang tắt máy này, đợi nó tắt máy đi. Tí nữa mà mình bật máy lên thì nó sẽ chạy không có đầu dò rồi đấy, thì mình nó sẽ bị báo lỗi nhá. Đây, mình sẽ bật lên cho mọi người. Sau khi mình bật máy lên đây đấy, thì motor nó sẽ quay để tìm đầu rùa như này, và nó không có cái đầu rùa cắm đấy. Bình thường nó có đầu rùa rời cắm vào thì nó sẽ không báo cho mình một này, và nó nếu mà có đầu rùa rời ấy, thì sẽ chỉnh được điểm dừng kim trên kim dưới nhá. Nhưng mà đây không có thì nó sẽ hiện lỗi E11 này. Thì để khắc phục cái lỗi E11 này để chạy không còn đầu rùa nữa thì ta sẽ làm như này nhá. Mọi người ấn chữ B này, đấy là cái nút này, ấn như lúc đầu ấy, hiện 300 này, sau đó ấn B tiếp và chương trình 18 nhé. 18 này, sau đó mọi người ấn S này, để ra 300 này, xong rồi mọi người ấn dấu cộng bên phải cùng này cho lên 001 này, sau đó ấn S về B18, mọi người lại ấn B vẫn nữa về E11 này, thì mọi người tắt máy đi. Và sau khi tắt máy đi rồi thì mọi người lại bật lại đấy, thì màn hình chỉ chớp một cái và motor này sẽ không quay lấy điểm dừng nữa, và bây giờ chỉ khi nào mình đạp bàn ga thì motor mới chạy thôi. Đó, sẽ không báo lỗi nữa nhá, không báo lỗi E11 nữa. Đấy, là vào cái chương trình tắt đầu dò, là vào chương trình B18. Còn ví mọi người muốn chỉnh tốc độ ấy, thì mọi người lại phải vào chương trình B01 nhá, vẫn ấn nút B vào như cũ. Sau đó chỉnh cái số 00 này lên 01 này, sau đó ấn S này. Đây là tốc độ là 350, tức là 3500. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó chậm đi thôi. Vì đây là tốc độ 200 này, mình chỉnh cho 1000 thôi nhé, để cho mọi người xem. Sau đó ấn S để lưu. Đây, mọi người nhìn bây giờ sẽ chạy chậm hơn vừa nãy rồi. Đấy, motor chạy lừ đừ, không được nhanh như vừa nãy nhé. Đấy, tùy cái mục đích sử dụng của mình chỉnh cái tốc độ là sao cho nó hợp lý. Còn nếu mà khi mà ở ngoài mọi người có chương trình đầu rùa đấy, là mọi người chỉnh kim lên kim xuống là ở cái nút này nhá, hoặc là vào B27 hoặc B28. Đấy, B27 dừng kim trên, còn B28 dừng kim dưới. Còn không thì mọi người ấn cái đèn này cho nó sáng lên,
thì là dừng kim trên, còn tắt đèn đi thì dừng kim dưới. Đấy. Thì vừa qua mình có chia sẻ cho mọi người cái cách chỉnh cái tham số, một số cái tham số như tốc độ và cái cách tắt đầu rùa, cũng như là reset của cái hộp tiết kiệm điện Powermax AHU27-55 này. Thì mọi người xem video mà thấy hay thì đừng quên là ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Video này mình xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.